Hello, xin mến chào tất cả anh em. Thì em vừa bóc hộp ra đây anh em nhé. Những sản phẩm cục đẩy lưới Aquatic LT3600. Thì ngày hôm nay em có bóc hộp và sẽ test trước khi gửi cho một bác khách. Thì bác này là bác Thịnh, bác ở Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai anh em nhé. Thì với cục đẩy lưới Aquatic LT3600, giá hiện tại là 9.500.000 đồng, là bên em bao ship từ tất cả anh em. Và ok, anh em cũng đang nghe trên cái chất âm của cục đẩy này. Em đang test trước khi gửi cho anh em nhé. Đây. Với các dòng công suất của lưới Aquatic riêng về LT3600, chất âm của nó thì rất là tuyệt vời. Tiếng rất là sáng, sạch sẽ và rất là chi tiết anh em nhé. Bác về thì bác có đánh với lại một cặp bát 30 trên một kênh thì với con này 900W ở chế độ 8 ohm thì nó có thể kéo căng thoải mái cho anh em những cặp full 30 trên một kênh anh em nhé. Với 900W con này thì như em đã phân tích cho tất cả anh em rồi, anh em cũng đã biết đó là cái hiệu suất của dòng mạch Class D nó rất là cao, nó khác hẳn so với mạch Class H và mạch Class AB. Cái hiệu suất cho ra công suất nó rất là cao, cao hơn hẳn so với những dòng mạch khác. Nên tại sao những dòng này 900W nó có thể đánh được căng một quả súp hơi bát 50 trên một kênh, hoặc là anh em có thể đánh được với lại một cặp bát 30 từ lớn họng lớn trên một kênh này. Nó rất là khỏe và tiếng của nó thì rất là hay anh em nhé. Rất là hay luôn. Đây. Anh em có thể nghe thấy với chất âm này. Hiện tại thì đang test trên kênh 1-2 và đèn sinh thì nó chưa thèm báo luôn anh em nhé. Đây. Đang nhấp nháy một chút này. Đây. Căng tí nữa này. Đấy. Nhưng tiếng của nó rất là to luôn. Phải gọi rất là to, tiếng rất là lớn anh em nhé. Bát đánh rất là chắc tiếng và tiếng rất là sáng, sạch sẽ cho anh em chơi. Và không thể thiếu được thì đây là những sản phẩm chính hãng của lưới Aquatic. Thì nó đều có một cái mã cao, mã phủ để anh em có thể kích hoạt bảo hành điện tử với những dòng sản phẩm hàng chính hãng. Thì con này nó sẽ có đuôi đó là 8321, đầu đó là 8270. Thì với dòng sản phẩm này thì về nhà thì bác xem được cái video này thì bác cứ nhìn đúng cái mã tem này thôi là bác yên tâm về dòng sản phẩm này. Bên em đã test cho bác rất là kỹ rồi, test rất là kỹ trước khi gửi nên bác rất là yên tâm luôn, thoải mái luôn anh em nhé. Vì dòng này hàng chính hãng, anh em khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải lăn tăn luôn. Em đang test với một cặp loa lưới Aquatic S12 trị giá 13.500.000 đồng một cặp. Ok, cái này thì em sẽ vẫn cứ để tiếng nó sẽ nho nhỏ chút anh em nhé. Bên cạnh này thì em cũng có một con demo, em cũng đang tháo ra để cho anh em có thể thấy được về cái nội thất của dòng này. Sử dụng nguồn biến áp xuyến và dây đồng anh em nhé. Với 900W trên một kênh thì cái nguồn này nó phải lớn rồi, nó phải cao to, nó phải xuất ra đủ được 900W cho anh em có thể chơi với một kênh. Class D thì nó rất là nhỏ gọn ở đây thôi, nó rất là nhỏ gọn, bên mạch của nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mà linh kiện này của nó thì hoàn toàn là linh kiện rất là chất anh em nhá. Linh kiện rất là chất luôn. Và đây nó sẽ là một cái bo lái, bo xử lý. Đấy, một cái thanh này là cái thanh rất là quan trọng trên dòng cục đẩy này. Cực kỳ chất luôn anh em nhá. Một quạt gió tản nhiệt, 4 tụ lọc nguồn chính và 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tụ lọc nguồn cho hai kênh này. Những cái chế độ bảo vệ của mạch Class D thì anh em khỏi phải suy nghĩ luôn. Rất nhiều các con cầu chì ở đây. Cầu chì nhỏ này. Nó sẽ để bảo vệ anh em nhé. Đấy, rồi những con cầu chì anh em có thể nhìn thấy. Đây, 1, 2, 3 4 con cầu chì thẳng hàng này để nó bảo vệ cho bên mạch. Và bên này thì nó có con dơ le để bảo vệ cho cái nguồn đầu vào, tín hiệu đầu vào. Đấy. Nhớ anh em hỏi là cái mạch Class D thì có linh kiện cắm không? Hoàn toàn với tất cả anh em, linh kiện của Class D thì đa số nó là phần dán anh em nhé. Là phần dán sẽ rất là nhiều, chứ Class D thì không có 100% linh kiện cắm đâu ạ. Không có linh kiện cắm hoàn toàn 100% đâu anh em nhé. Đấy. Bo đây là bo công suất của nó này. Mỗi kênh thì nó chỉ sử dụng có tầm khoảng 2 con sò thôi. Tổng 4 kênh sử dụng lên tới 8 con sò thôi anh em nhé. Nhưng với dòng này thì hoàn toàn sử dụng bằng MOSFET kích. Thì nó công suất nó rất là đủ và áp lánh bằng những cái con tụ và nguồn lánh áp nó rất là cao. Tại sao với dòng mạch Class D anh em không thể nhìn thấy sò nó đâu, và nếu có nhìn thấy nó rất là ít mà công suất của nó rất là lớn, bên mạch của nó thì rất là nhỏ gọn cho anh em chơi. Đấy. Và mà đằng sau của con này đây anh em cũng có thể nhìn thấy tín hiệu đầu vào bằng jack canon
và 4 cổng linh ra. Riêng con này thì sẽ có cổng linh em nhé. Nhưng tín hiệu đầu ra của nó thì sử dụng hoàn toàn đó là jack Spicon Newtrick hết. Đấy. Spicon Newtrick và nó đều hướng dẫn cho anh em luôn. Spicon Steel 1+2+ và bên này thì đó là kênh A. À, anh em có thể đấu Brit thì anh em có thể chơi vào kênh A hoặc đấu Brit và kênh C anh em nhé. Chứ Brit D với B là không đánh được. Và cầu lối Brit đó là 1+2+. Steel là 1+1-. Đấy. Ký hiệu cho anh em đầy đủ luôn về các cái jack kết nối của dòng này. Đấy. Thì ok, đây là cái nội thất của nó. Và sang với con của bác thì đã test xong. Và bây giờ thì em sẽ đóng hàng vào và em sẽ gửi cho bác. Thì bác cọc trước cho bên em đó là 500.000 đồng rồi. Thì bác rất cảm ơn bác đã tin tưởng. Và số tiền còn lại mà bác phải nhận hàng thanh toán là 9 triệu đồng thôi. 9 triệu rưỡi là bên em bao ship. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số điện bên góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ like, đăng ký kênh cho các video mới nhất bên em anh em nhé. Ok, LT316 mạch Grade D tiếng rất rất là hay cho anh em để chơi. Cho tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.